Xin chào các bạn, mình tên là Tùng Lâm, năm nay mình 7 tuổi, mình học lớp 2A33. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, chính là Người Mẹ Hiền. Giờ ra chơi, mình thầm thì với Nam, ngoài phố có gái xếp, bọn mình ra xem đi. Ngay vậy, Nam không nén nổi, tò mò, nên cổng trường khóa trốn ra xa được. Ok mắt.